giả thân mến, thỏ là một món ăn ngon và bổ dưỡng, vì vậy mà có rất nhiều hàng quán đã chế biến các món ăn hấp dẫn từ thịt thỏ như là món súp thỏ, cà ri thỏ, thỏ nướng, thỏ nấu chanh và lẩu thỏ. Ngày hôm nay thì Thanh Phương sẽ được giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một món ăn cũng không kém phần độc đáo, đó là thỏ súp vang Đà Lạt. Thỏ từ lâu đã được biết đến như một thức ăn giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa và trở thành món ăn được yêu thích của nhiều người. Không chỉ vì món ngon, dễ ăn mà vì món ăn còn tốt cho sức khỏe. Trong thịt thỏ có chất đạm cao, ít cholesterol, dễ tiêu hóa và có khả năng điều dưỡng một số bệnh về tim mạch, dạ dày. Còn rượu vang tốt cho tim mạch, giảm các bệnh tiểu đường, huyết áp. Thế nên khi kết hợp chúng với nhau sẽ tạo ra một vị thuốc bồi bổ cho cơ thể. Trình bày khá là đặc sắc và thêm vào đó là có một cái mùi hương rất là thơm. Nếu như Thanh Phương không lầm, đó là mùi thơm của rượu vang thì chúng ta không thể nào cưỡng lại và chỉ muốn thưởng thức ngay thôi. Thỏ nấu vang là món ăn phổ biến của quê hương Đà Lạt, được du nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây. Món ăn được sử dụng hai nguyên liệu chính là thỏ và rượu vang. Ngoài ra còn sử dụng thêm một vài nguyên liệu và gia vị khác để tăng thêm thi vị và hương vị cho món ăn. Quý vị thân mến, Thanh Phương vừa được thưởng thức một đĩa thức ăn rất là ngon. Và Thanh Phương nghĩ mình phải học hỏi về cái bí quyết chế biến món ăn này để về nhà trấu tài cho những người thân của mình cùng thưởng thức. Bây giờ Thanh Phương phải xin gặp đầu bếp để học nghề mới được. Chào bạn, một bạn đầu bếp rất là trẻ. Cảm ơn bạn về món ăn ngày hôm nay thật là ngon. Phương muốn hỏi đó là ngoài những cái nguyên liệu chính như là thịt thỏ nè, với lại rượu vang, thì còn có những nguyên liệu nào khác để tạo nên món ăn này hay không? Dạ, ngoài thỏ và vang thì nguyên liệu của nó là có sữa tươi, rau củ quả của nó là gồm có cà rốt, ba lô và cần tây, hành tây. Mà Phương muốn biết là cái bí quyết nào để quyết định là món ăn nó thơm ngon, hấp dẫn. Bạn có ngần ngại chia sẻ bí quyết đó cho chương trình không? Dạ, công đoạn quan trọng nhất là trước khi mà mình tắt lửa rồi á, là mình mới chế cái rượu vang vào để tạo ra được cái vị thơm của nó. Dạ, không bị mất mùi rượu vang. Nghĩa là mình sẽ không cho rượu vang trong cái giai đoạn tẩm ướp. Dạ, mình nấu. Không cho vào trong cái giai đoạn nấu mà cho vào cái giai đoạn sau cùng để cho dậy lên mùi thơm đặc trưng của rượu vang. Dạ. Rau củ quả thì mình phải luộc trước và tất cả chỉ có cần tây với ba rô với hành tây là mình không luộc trước. Sau đó thì mình đem chiên nó lên cho nó săn lại. Đúng là các loại nguyên liệu rau củ quả thì có một cái độ chín khác nhau, vì vậy mình cần phải có một số cách sơ chế trước đó để món ăn vừa được chín đều, vừa có được hương vị thơm ngon. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã không ngần ngại chia sẻ những cái bí quyết để có được một món thịt thỏ súp vang thật hấp dẫn như ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chị. Quý vị thân mến, món thỏ súp vang Đà Lạt là một món ăn dễ chế biến, dễ thưởng thức và đặc biệt là rất ngon. Vì vậy, nếu như quý vị không có thời gian để chế biến món ăn này, sau đây chương trình xin được giới thiệu đến cho quý vị một số những địa chỉ gợi ý.